Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây xoài cát Hòa Lộc nha. Xoài cát Hòa Lộc của bên trung tâm cây giống cỡ cây to ha, cây to cây lớn. Thì bên Ly có cây giống nhỏ nè, cái cây tầm trung nè, cái cây lỡ vừa và những cái cây to to giống như thế này. Bên Ly đều có cung cấp hết, quý bà con chúng ta nhìn thấy những cây xoài mà bên Ly nuôi dưỡng này nè. Đây nguyên một bãi xoài luôn nè ha. À, gốc to, gốc nhỏ, gốc vừa ha, gốc bình 60, 70 thì bên Ly đều có cung cấp luôn. Không riêng về xoài cát Hòa Lộc đâu, có xoài tượng nữa nè ha. Xoài tượng, xoài tím Ngọc Vân nè, xoài Úc nè, xoài Đài Loan, xoài Thái nha. Thì bên Ly đều có cung cấp cái cỡ cây lớn giống như thế này luôn ha. Những cái cây to giống như thế này thì bên Ly sẽ đi giao bằng đường xe cẩu. Xoài cát Hòa Lộc thì bên Ly sẽ đi giao cho chủ đầu tư, thì Ly cũng có chia sẻ. Nếu anh chị này chúng ta thích ăn cái xoài chín nha, đặc biệt là thích ăn cái trái xoài chín, thì quý bà con chúng ta sòng cái xoài cát Hòa Lộc. Tại vì xoài cát Hòa Lộc khi nó chín nó rất là thơm nha bà con, ăn nó rất là ngon luôn. À, anh chị là chúng ta trồng kinh tế cũng vậy luôn ha, mình trồng cái cây xoài cát Hòa Lộc và nếu như tín đồ thích bán cái xoài chín nha bà con. Còn nếu như muốn bán cái xoài sống, thích ăn xoài sống thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta trồng cái cây xoài Thái. Xoài Thái là ăn rất là ngon nha bà con, khi trái nó còn sống chúng ta ăn nó hơi bột bột nè, ăn nó ngọt, nó có gì chua nhẹ trong đó thôi. Xoài Đài Loan ăn sống xoài Đài Loan ăn sống cũng cũng ok ha, nhưng mà không ngon bằng xoài Thái. Cái cây này thì cao khoảng từ 3m nha, 3m, nhưng mà cây nó đang bật những cái mầm mới lên nè, những cái tược mới, những cái chồi mới lên ha. Tại những cái thể loại, những cái cây to giống như thế này thì bên Ly sẽ bứng lên xong rồi sẽ dâm ủ lại, ít nhất là cũng phải là từ 3 tháng rồi mới giao cho quý bà con chúng ta được. Cây nó phát triển tốt ha, cây nó đang bật mầm nè, sống hoàn toàn 100% luôn, bên Ly mới giao cho quý bà con chúng ta luôn ha. Hôm nay đi thì có rất là nhiều cây, có cây xoài cát Hòa Lộc và thêm một cây xoài tượng và nhiều loại cây giống khác lắm, giống như là nhãn nè, nhãn rồi mận, và đặc biệt có một cây bồng bông Thái nha bà con, một cây bồng bông Thái đang có trái luôn. Thì bên đây còn số lượng đâu đó khoảng 15 cây, cây bồng bông Thái nó đang có trái giống như thế này đó. Đằng này là có những cái cây bồng bông Thái nó đang có trái trên cây nè ha. Trái thì nó ít nhưng mà hoa thì nó nhiều. Những cái cây giống mà bên Ly trồng chậu thì bên Ly có nuôi một cây giống như cái cây này có trái to rồi nè, một chùm trái bồng bông nè, anh quay sát cho quý bà con chúng ta dễ hình dung ra được cái trái bồng bông nó mọc từ ở trong thân ra là cái trái nó sẽ như thế nào ha. Ở trên nó còn nhiều lắm nha, tút tút ở trên nó còn nhiều lắm. Cái cây này bên Ly cưa tàn bớt hết rồi, cái cây này là nó không có, nói chung là nó không có được đẹp bằng cái cây đằng kia. Những cái cây đằng này nó sẽ đẹp hơn nha. Đây, những cái cây này là nó đẹp hơn. Cái trái này thì Ly không có dưỡng lại nha, không có dưỡng thì bỏ trái. Hoa để Ly kiếm hoa để chia sẻ cho quý bà con chúng ta. Cái cây bồng bông nó hay ở chỗ là hoa nó sẽ mọc ở trong cái thân, nó sẽ mọc ra, nó xì xì ra. Hoa nó nằm ở trên á, nó nằm ở trên cái cây này nhiều lắm. Đây còn nguyên một cái lô cây bồng bông này ha. Bồng bông cỡ lớn, cỡ to của bên trung tâm cây giống, cây này là được bứng hoàn toàn, cây ở dưới đất là nó sẽ có trái hết rồi. Hoa nó sẽ mọc ở trong cái thân này nè, nó xì xì ra, nó mọc thành chùm. Trồng sinh thái nha, trồng cây ăn trái rất là đẹp nha bà con. Ly sẽ quay lại với những cái cây giống tiếp theo đi ha. Đây là lô bồng bông Thái của bên trung tâm cây giống. Anh chị nào chúng ta thích trồng bồng bông Thái cỡ lớn như thế này thì Ly có cung cấp, và đặc biệt Ly có cung cấp luôn cây giống nhỏ nha. Lên cái xoài rồi lên thêm cái gì nữa? Lên thêm cái gì nữa vậy anh Toàn? Chú sữa Mika với thêm một cây nhãn xuồng hạt tiêu. Tại đây là nơi trưng bày cây giống to của bên trung tâm cây giống nha. Có rất là nhiều loại cây ăn trái khác nhau luôn, giống như cây này là cây lựu đỏ Ấn Độ nè. Lựu đỏ Ấn Độ trên cây nó cũng đang có trái giống như thế này đấy ha, có mấy trái nè. Rồi có quýt, quýt đường đang sẵn trái luôn, mận ghép hai bo, mận hồng MT ha, mận xanh đường Sóc Trăng đều có đủ hết nha. Cốc nè, cốc cày, cốc Thái. Rồi vú sữa cỡ lớn, vú sữa lò rèn cỡ lớn của bên trung tâm cây giống nha. Rồi có vú sữa Mika lớn nữa nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về xoài, đặc biệt là xoài cát Hòa Lộc nha. Anh chị này chúng ta muốn trồng xoài cát Hòa Lộc ha, hoặc là những cái loại xoài khác thì bên Ly đều có cung cấp luôn. Cô chú anh chị này chúng ta quan tâm cần liên hệ mua giống thì gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.